câu fill cuối cùng á, một E và A, E và A đó là móc kép, móc đôi á. Rồi đánh mình đếm đi con, đánh mình đếm. Đúng rồi đó, do tay với miệng nó quen khoảng 5-7 lần. Rồi đếm đi con. Cứ đếm đi ha. Cái câu phiêu này nó sẽ nhanh gấp đôi so với câu phiêu trước, nó không có 1 và 2 và 3, nó sẽ nhanh hơn gấp đôi, cái là 1 e và a 2 và a 3 và a 4 và a 1 nó sẽ đó. Rồi bây giờ con đếm để con hiểu phát trước, cho tay với miệng nó quen rồi sau đó mới tăng tốc lên được. Rồi bây giờ con cứ đếm, con có thể tăng tốc lên một chút nhưng làm sao mà đừng có lẹo lưỡi á, làm sao mà vừa đếm vừa đánh được, rồi thầy mới cho tăng tốc lên được ha. Rồi lại đi con. Ồ, thiếu đâu, mở khẩu trang ra để nhìn đếm đúng không vậy, E với A hay lộn lắm á. Rồi làm lại đi con. Thiếu cái một cuối nữa. Chỉ có con số là đọc mạnh, thí dụ như là 1 e và a, 2 e và a, 3 e và a, 4 e và a đó, nó nhấn vào tay phải của con đó. Rồi lại đi con. 2 3 4. Đúng rồi thử nhanh hơn chút thôi. Hai dùi á nó song song với nhau, đừng có sát quá, sát quá hơi nó gõ cốc cốc vô giống hủ tiếu nè, giống như nào. Đây, đó đúng rồi. Rồi con đếm gì khoảng giờ là